sao mày cứ đánh vàng sao? À Silo bị tuột nồi hao xăng, máy chạy yếu vậy nè, nóng máy nha. Này nó chạy đâu nó chạy. Đang qua tiệm xe Khánh làm nồi lại vậy nè. Bao mạnh bền bóc tiết kiệm xăng. Không phải đánh vàng. Anh em nào chạy Asolo 125 máy yếu hao xăng cứ qua tiệm xe Khánh ha. Khánh nhận làm nồi làm máy cho anh em. Khánh nhận nó gấp máy lên full 135, 150, 175, 200, 250 cho anh em. Bao đi tuột bền mạnh ha. Sớm. Yep. Anh em tới địa chỉ 462/15 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha nè. COP Asolo 125. Xe chạy rất yếu nha nè, chạy tuột. Nhớ hết đi xì rồi. Tột nồi, nồi vớt ra hư hết nha. Vui ra như bùng. Chào tất cả anh em. Bố nó hư nó phá. Phải nhớ.